Rồi, alo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái tựa game Yu-Gi-Oh! Power of Chaos tiếp. Thì đây là series hợp tác giữa mình và bạn Okada Hanabira ha. Thì như mình nói đó, bữa nay mình sẽ làm video dài. Cho nên là, nhưng mà vấn đề là để một số bạn có xem video ngắn, nên là mình sẽ cắt cái video này ra làm 3 ha. Rồi, ok, vô nào. Rồi, thời gian hồi nãy, gián số 3 là mình thua. Do là phút cuối thì... kẻ thù nó phản công thành công, đối thủ nó phản công thành công cho nên là ok. Đúng rồi, là nó dùng Honey nó bật có con rồng súng của mình ra đó. Thật ra bây giờ là mình phải tính cái sách khác. Rồi, để xem nào. Hoặc có thể là chiến thuật của bạn Okada Hanabira thì có lẽ sẽ không đổi. Nhưng mà chắc chắn là điều là bạn ấy sẽ tính toán lại. Tại bạn ấy, mình thấy là bạn ấy vẫn đem theo khá là nhiều xung mình nha. Mình nghĩ là chắc là nên bớt đi. Và cái tính thích xài cái lá này của bạn ấy thì mình chịu rồi, nói mãi không chịu sửa rồi thôi. Xài hao máu gần chết luôn mà cứ thích xài. Rồi. Rồi tốt. Trời, phá được luôn mấy lá này là đỉnh rồi. Bên này nó có lá này khá là nguy hiểm, mặc dù con này nó về mà biết sao nó là pháp sư được. Con này phải là mãnh thú mới đúng vậy. Còn mới với bò sát chứ sao nó lại tính là vô thành cái dạng này. Ông Bagura ông túng quá hóa liều rồi, ông lật con này úp con này xuống cho mình thì khác gì làm lợi cho mình đâu. Rồi, ok. Xin được 100. Nè luôn, ok. Nhưng mà lần sau mình ngửa lên thì đối phương mới là kẻ bất lợi. Rồi, phá. Hai. Rồi, lật lên, quăng ra, lắp vô, rồi chắc phát xong luôn quá. Rồi, hy vọng là xong luôn. Tại bốn con mà có một con hơi đuối. À mà không, cộng lại thấy nhiều rồi. Rồi, ok. Rồi, vừa đủ. Dư ra chút đỉnh luôn. Ồ, giá này là tóc chiến dữ. Rồi, hay lắm ông bạn, vừa thắng được một trận rồi. Giá này là đánh quá nhanh luôn á. Rồi, ok, gián thứ 5 nào. Rồi, gián đó là coi như là ông liên tục phá được thế của đối phương. Thành ra sau đó là có đủ 4 lá bài rồi, ổng làm phát luôn ăn. Kể cũng hay. Nhưng mà giá nó tính ra thì không hay bằng tập trước các bạn. Tập trước 3 giá này rất hay. Giá nãy nó hơi có gì đó là nó hơi ngắn. Với lại cảm giác là khi mà coi á, thì cảm giác nó không có đã lắm. Tại vì cái thắng hay cái kiểu này thì cũng nhiều rồi. Mà đặc biệt là nó hơi đơn giản. Rồi, ok. Chơi cái lá này tự phải tự hại chính mình luôn lắm, lúc thấy tội. Rồi, quăng con ra bắn giò trước. Thấy chưa? Rồi chơi ném đá vào đường thôi. Rồi dăng vô vậy, không sao. Thà là quăng con kia thì không mất máu, quăng con này vô thì mất máu. Thật ra là chống được, tại đối phương chắc nó sợ mình flip đó các bạn thấy không? Cho nên là nó chấp nhận nó mất máu để mà nó chống mình flip. Thật ra cũng là một cái tính toán thông minh để cho tính toán sai. Nhưng mà tại máu còn nhiều mới dám chơi kiểu đó, chứ không chả dám chơi kiểu đó đâu. Dứt. Rồi xong. Thế là giờ phá con úp thì phá con ngựa. Rồi phá con úp rồi, ok. Ê, bản này thiết kế cũng thông minh đấy, biết phá con úp. Tại tính là con úp này nó đang nguy hiểm hơn con ngựa. Ồ, rồi ok. Chú tể bóng tối rót lại xuất hiện nữa rồi. Rồi, 2007 luôn thì lại hại rồi. Nhưng mà vừa ra thì không vô lại. Khó khăn lắm mới ra được thì bị văng vô, tội nghiệp ghê vậy. Rồi có lá này cũng tốt. Rồi ra chơi luôn cũng được, tùy ông thôi, cũng là ý hay. Ê trời, rồi thôi lỗ lá cũng được, không nhiều lắm. Rồi lấy luôn giót của nó rồi giờ nó khỏi hồi sinh luôn cũng được. Rồi xong, đúng ý ông rồi ha. Rồi úp xuống
quăng ra luôn, tôi biết ông quá mà, nó không mặc nhiên đâu. Rồi úp con này hú hồn, úp con kia mới đáng sợ, úp con này bình thường. Gì đây? Rồi rồi tốt. Nhưng đây là cái lá sau Tucker này, nó phải chiến gió tác dụng những con nào đang ngửa lên thôi, đang úp xuống không giá trị lắm. Rồi không gắn vô cũng được. Rồi ok, những con nó phá con nào. Rồi ok, coi như tránh được lần mất máu. Đỡ 1800 là cũng hơi bị đỡ nhiều đấy nha. Rồi để xem đối phương có trò này nào. Còn Bakura này thủ nhiều quá, ta tay Master Sword đã đi mất tiêu rồi, giờ chỉ có chịu trận thôi. Ông này là ổng đang thế thắng mà, rồi ổng công hết ra luôn. Rồi quăng con này vô, chả sao hai con kia vẫn bắn được, tuy là chưa kéo hết máu mà 2003 giờ cũng nhiều rồi. Rồi còn 1500, không 1500 này vẫn còn có tác dụng sử dụng nha, nhiều khi nó quăng cái lá hồi sinh ra là mình cũng mệt á. Nhưng mà về cơ bản thì mình có thể phản đam cũng được, mình đã có chuyển hướng tấn công thì mình đâu có sợ. Rồi ok, đối phương nó hết chiêu rồi. Bakura rất cố gắng các bạn, nhưng mà cố gắng chưa đủ. Rồi xong, thắng luôn. Ây chà, tập này có bộ tốc chiến dữ ta. Rồi ok, hy vọng là dáng số 6 nó sẽ dài dài một tí, chứ không tập này chắc sợ không tới 10 phút quá. Mà vậy thì coi nó không vui tí nào các bạn. Nói như là dài quá thì cũng có người không thích, mà ngắn quá thì cũng có người không vui. À, biết ngay là ổng chấp nhận chơi luôn mà. Rồi ok. Rồi rút 3 bỏ 2. Trời, bỏ luôn hai con có bị cát là hơi bị Rồi thôi ông bảo vệ cái lá kia cũng được, mà vì cái lá này mà thiếu 4000 máu là mình thấy nó hơi bị đắt giá rồi nha. Nói chung là chơi sao thì quyền của ông thôi, nhưng mà thực sự là tôi thấy ông hơi bị lãng phí rồi đấy. Dạ thưa, không ai chơi tóc tai tới mức này cả. Ông này cực kỳ thích nhà tiên tri nha, ông rất hay xài nhà tiên tri. Rồi ok, bị văng vô lại cũng bình thường thôi. Rồi thôi thì tùy ông, ông chơi nhà tiên tri nhiều thì ông chịu tốn máu tí, ra có hồi máu ở đây thì chả lo cho ông lắm. Vấn đề là ông đang không có khả năng hồi máu mà ông chơi cái này là hơi bị liều. Rồi hai bên chơi chung bài, có điều là mình lợi hơn, tại nó là con special summon, còn mình là con quái thường, mình quăng ra cái một nó phải phân hai con. Rồi đúng rồi, chơi luôn đi, thật ra để coi nó có kháng phép hay không. Rồi hai vậy đi cũng tốt. Biết rồi, ông quăng con này ra, ông hồi sinh lên để ông đè con đồng súng ông xuống cái gì. Biết ông mê đồ gì ta, tung đồng xu rồi. Rồi rút được thêm một con nữa thì cũng hay. Rồi cầu cho lần này ông đổ trúng nha, chứ nãy giờ ông đổ hụt nhiều lắm rồi đó. Rồi trời ơi, cuối cùng cũng trúng được, quả mừng dễ sợ các bạn. Ông Bakura nói nó ổng diễn sâu dễ sợ luôn, mới bắn trúng con phát thôi mà ổng làm như ổng đang đau tiên sắp chết vậy. Ồ, tâm nga tề tuyết à. Rồi ok, đối phương nó đang úp một lá ngửa là úp. Rồi để coi phá lá này trước cũng được. Rồi thôi, làm sao hên hoài được, hên lần nữa chứ ông hai. Hên hoài ai chịu ông cho nổi đúng không. Rồi đối phương thì nó dám bắn, nó bắn thì mình lấy lại cái bẫy thôi. Rồi sao biết ngay ông lấy lại lá này mà. Rồi có lá này cũng được, ông chơi đỡ cực thôi. Nhưng mà máu ông cẩn thận nha, giờ ông còn có 3200 đó, ông chơi cho cố vô là hồi ông mệt rồi nha.
Rồi ổng phá lá tráp thì đúng rồi, mình muốn phá lá đó. Rồi nhưng mà vẫn thất bại. Rồi thôi chạy như cái lá này hồi sinh lên cho người ta phá đi, đúng rồi. Chứ phá trong trường hợp này mình lỗ, tại cái đường nào mình cũng mất nó mà. Ai chà, đây là một đòn gió nha các bạn. Rồi thêm lá nữa. Hy vọng là lần này ông chọn đúng. Chưa gì thấy nó cười là mình mệt rồi đó. Không ra nữa, biết ngay mà. Rồi sổ số tiếp đi á. Ở đây giờ không sổ không chả làm gì thôi, sổ luôn. Rồi banh. Qua lượt cái là con này đi luôn. Rồi ok vậy cũng được. Ít nhất tập này mình không quá xui các bạn. Rồi lượt sau sổ nữa. Chưa gì nó đã cười rồi. Chà, cứ ba ra ba vô kiểu này hoài hơi mệt rằng ăn. Rồi đừng nói gắn hết vô một con nha ông hai. Rồi thôi kệ ổng, ổng quyết định tất tay rồi. Rồi thôi đã lỡ rồi thì làm luôn một phát cho đối phương nó nể mặt đi. Rồi giờ quýnh xuyên giáp luôn cũng được. Nghĩa đừng nó có đắc hôn nha. À rút hai lá, quý cơ phản công. Rồi ok nó xui. Rút hai lá nhưng không có lá nào chơi được hết. Rồi một phát ăn luôn. Rồi thôi ok, dán này ra thì cũng có gì đó hấp dẫn hai dán kia các bạn. Tập này hơi ngắn thôi kệ cũng được. Rồi ba dán sau sẽ nằm ở tập tiếp theo các bạn nhé. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của tụi mình. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.